Sau 2 năm du học Mỹ, Hương Tràm bất ngờ thông báo có tin vui. Hình ảnh tơ xương thai nhi được Hương Tràm đăng tải trên trang cá nhân đang khiến cộng đồng mạng dần dần. Là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất nhì Việt Nam, Hương Tràm từng khiến khán giả không khỏi tiếc nuối khi tuyên bố gác lại sự nghiệp đang nở hoa ở nước nhà để đi du học Mỹ. Mới đây, sau 2 năm đặt chân tới xứ cờ hoa, giọng ca Em Gái Mưa lại mang tới thêm bất ngờ khác cho người hâm mộ khi tiết lộ chuyện có bầu. Cụ thể, trên trang cá nhân, Hương Tràm đăng tải hình ảnh hai tay cầm tờ siêu âm của thai nhi ngay lúc nửa đêm khi Việt Nam chính thức bước sang ngày mới, cũng là sinh nhật của nữ ca sĩ. Cô đính kèm dòng trạng thái: tình yêu tới từ mọi hình thức khác nhau, nhưng chỉ có một tình yêu vô điều kiện. Dù không chụp cận mặt, tuy nhiên chỉ cần dựa trên hình xăm, nhiều người cũng xác định ngay được đây chính là bàn tay của nữ ca sĩ chứ không phải cô đi chôn ảnh của ai khác. Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều sao Việt cũng để lại bình luận chúc mừng vì nghĩ rằng Hương Tràm lên chức. Bên cạnh đó, không ít fan bày tỏ sự ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng đây có thể là hình ảnh trong một sản phẩm âm nhạc nào đó mà nữ ca sĩ sắp ra mắt. Trước đó, thời điểm năm 2019 khi mới sang Mỹ, Hương Tràm vướng không ít nghi vấn mang thai, âm thầm sang nước ngoài sinh con. Đáp trả điều này, nữ ca sĩ đăng nhiều tấm hình khoe dáng nuột nà nhưng vẫn không thể đập tan mọi đồn đoán. Tháng 11 năm 2020, trả lời phỏng vấn của báo chí, giọng ca sinh năm 1995 cũng có những chia sẻ về vấn đề này. Cô cho biết bản thân rất bức xúc trước những lời bịa đặt vô căn cứ. Không sao, với tin đồn thì có lẽ tôi đủ khả năng để nghe tai ngoài và tai trong điếc như nhau. Tôi cũng vào nghề được 7 năm rồi, không mới lắm, nữ ca sĩ cho hay. Hiện tại, ngoài việc công bố bức ảnh siêu âm, Hương Tràm không hề tiết lộ gì thêm. Bởi vậy, dân tình không khỏi đoán già, đoán non, liệu đây là sự thật hay chỉ là màn trêu đùa của cô nàng nhân ngày sinh nhật.